Sợ là đồ hèn. Đối với Lương Vĩnh Quân, đối với tất cả mọi người của đội tiêu báo các cậu, đây là một bài kiểm tra. Lương Vĩnh Quân, hoặc là dùng bạn cô ấy đổi lại khẩu súng cũ này, hoặc là cậu tử trận, dám không? Huấn luyện viên Lý, tôi chỉ có thể nói thủ đoạn của anh quá bỉ ổi. Trên chiến trường không tồn tại sự cao thượng và bỉ ổi, đạo đức hay gì đó. Đây là một đề thi chiến thuật. Vị trí ở căn nhà này, Lý Thiết khẳng định ở bên trong. Tuy Văn Bân, có nghĩ cách vòng ra phía sau. Rõ. Nhớ kỹ, phòng tối đa chỉ có 20 phút, không thành vấn đề. Chính trị viên, cô đi theo tôi. Hành động. Huấn luyện viên trưởng, anh thật có bản lĩnh, lại lừa chúng tôi vào trường thi khác của anh rồi. Lưu Vĩnh Quân, cậu rất thông minh, nhưng tôi buộc phải nhắc nhở cậu để cậu biết rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình. Hoàn cảnh hiện giờ của tôi thế nào? Cậu tìm thấy tôi chưa? Nhìn cho rõ, tôi ở ngay đằng trước cậu, cách khoảng 15 mét. Bên trái tôi khống chế chính trị viên của cậu, bên phải khống chế tù binh Châu Thụy Kỳ,
đằng trước lại áp chế cậu, cậu tiến được lùi được. Lưu Dĩnh Quân, cậu đàm phán điều kiện đi. Cậu làm gì vậy? Dù thế nào thì hôm nay cậu cũng phải nghe tôi một lần. Mặc dù tôi chỉ là tiểu đội phó của cậu, nhưng hôm nay tôi sẽ ra lệnh cho cậu. Đây cũng là lệnh của cả đội tiểu báo. Tôi nói cậu biết, hôm nay tôi phải cõng cậu, hộ tống hai người lên núi. Không được, tôi không phục tùng mệnh lệnh của cậu. Không được cũng phải được. Không phải Tư Văn Bưng, tôi biết cậu có ý gì. Vậy nhưng Tiểu Long, Chu Khánh Tông, Mã Hâm đều đã hy sinh vì tôi rồi. Nếu bây giờ cậu lại, tôi sợ mình. Cậu sợ cái gì? Tôi sợ không gánh vác nổi. Tôi nói cho cậu biết, cậu không gánh được cũng phải gánh, vì cậu là tiểu đội trưởng. Ở đây rừng hàng lớp, núi hàng dãy. Lưu Dịch Quân, tình hình trước mắt, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Chí Trị Viên, xin lỗi, tôi không thể chấp hành mệnh lệnh này. Lưu Dĩnh Quân, cậu không phục tùng cũng phải phục tùng. Đứng dậy cho tôi. Tư Văn Bưng, cẩn thận. Tư Văn Bưng, tôi tử trận rồi. Tiểu đội trưởng, tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây. Tư Văn Bưng, tử trận rồi. Hai người không được trao đổi với nhau nữa. Bây giờ đến lúc của so tài kết thúc, còn hơn 3 tiếng nữa. Lưu Dĩnh Quân, cậu phải tranh thủ thời gian. Báo cáo Tham Bưu Phùng, tôi có thể lấy máy sạc trên ngực của đồng đội tử trận không? Được. Rõ. Tư Văn Bưng, tôi nhất định sẽ giành lại được súng cũ. Lưu Dịch Quân, đội tiểu báo làm tiên phong, đột kích, tiếp tục đột kích, giết, giết, giết. Chí Trị Viên, thời gian diễn tập còn lại không nhiều. Bây giờ cách duy nhất để có thể chiến thắng chính là đánh Lý Thiết trở tay không kịp. Đây là con đường Lý Thiết buộc phải đi qua. Chúng ta chuẩn bị định hướng xung quanh chuồng dê, khiến Lý Thiết không còn đường khác để chạy, chỉ có thể quyết đấu với tôi. Lúc đánh nhau, tôi đánh không lại anh ấy, nhưng tôi sẽ cố hết sức nghĩ cách giành được súng cũ rồi đem súng cũ cho cô. Cô không cần quan tâm tới tôi, nhất định sẽ kéo dài thời gian. Chỉ cần hết giờ, súng cũ ở trong tay chúng ta, chúng ta sẽ chiến thắng. Chí Trị Viên, vì Tư Văn Bưng, Trịnh Tiểu Long, Chu Khánh Tông, Mã Hâm, vì đội tiểu báo, vì vinh quang của lữ đoàn Sơn Cước, vì tiểu đội trưởng Chu, cô đồng ý không? Hành động.
Được lắm, có thể đoán được tôi chắc chắn phải đi qua đây. Huấn luyện viên trưởng, xung quanh đã bị chúng tôi chôn mình định hướng. Anh không còn đường nào khác để chạy, chỉ có thể quyết đấu với tôi. Đấu thế nào? Anh từng nói với tôi, trong cả quân khu anh chưa từng gặp được đối thủ. Hôm nay tôi muốn được thử. Được, cứ thử xem. Giúp chị Duyên đón lấy súng. Súng cũ trong tay chúng tôi. Diễn tập sắp sửa kết thúc rồi. Bây giờ tôi phải cầm chân anh. Buông tay, không buông tay. Buông tay, không buông. Chị Trị Duyên, Lâm Vũ Thanh. Đâu? Đâu? Đưa tay kia cho tôi. Tôi sẽ không đưa súng cũ cho anh đâu. Nghe lời nhanh lên. Không đưa. Lâm Vũ Thanh. Tay. Một, hai, ba. Đi. Lên. Lên nào. Đã được mục tiêu. Sao lại đến đây? Đề tài tiếp theo của kỹ sư Lâm ở đại đội đặc chiến chúng tôi đến đón cô ấy. Chính trị viên, báo cho cô tin tốt. Lữ đoàn quyết định chính thức thành lập đội tuyển báo huấn luyện lính mới năm 2016. Lương Vĩnh Tuân đảm nhiệm đội trưởng. Đây đúng là tin tốt.
là chính trị viên. Tôi cầu mọi người báo cáo lại với tôi. Nói đi, tới đây mọi người có dự định gì cho cuộc đời? Báo cáo chính trị viên. Ước mơ của tôi vẫn là mở công ty vệ sĩ. Nhưng từng bước thực hiện ước mơ, tôi mãi mãi sẽ không quên. Nếu quốc gia và đơn vị còn cần tư dân bên này, tôi tình nguyện làm quân dân cả đời. Châu Thị Kỳ, cậu thì sao? Chính trị viên, đội tiền báo không thể thiếu tôi. Tôi đã tìm được giá trị tồn tại ở đơn vị. Bây giờ tôi đang ôn tập, chuẩn bị thi vào học viện quân sự, tiếp tục làm lính. Ba tôi đang đau đầu vì người thừa kế. Còn anh thì sao? Lưu Dịch Quân, báo cáo chính trị viên. Đảng ủy lữ đoàn quyết định trao súng cũ cho đội tiểu báo chúng tôi. Tôi tin chúng tôi nhất định tiếp tục phát huy tinh thần súng cũ. Lúc tiến hành nghi thức trao súng, tôi cũng sẽ đến tham gia. Tôi thấy tự hào về mọi người. Hy vọng có thể mau chóng nghe được thêm nhiều tin tốt về mọi người. Cố lên. Vậy chúng ta hẹn gặp lại trong nghi thức trao súng. Chào. Tài xế Ngô, trung tâm cung ứng sau này giao lại cho chú. Sau này chú phải phục vụ cho bộ đội. Yên tâm đi, sếp Dư. Trong tưởng tượng trước đây của tôi, cảnh tượng đẹp trước mắt này phải là Lương Vĩnh Quân và Lâm Vũ Thanh nắm tay nhau. Không ngờ cảnh đẹp như vậy lại để hai người họ thay thế. Đại đội trưởng của chúng ta giỏi thật. Đội trưởng, Tiểu Bàng, quả thật không ngờ, nhưng tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Ba, mẹ, hôm nay trước mặt ba mẹ đã không còn là một Châu Thụy Kỳ, chỉ biết khóc lóc, xòe tay xin tiền ba mẹ nữa. Con thấy hạnh phúc vì sinh ra trong gia đình này, cũng thấy tự hào vì đã gia nhập đội tiểu báo. Cho đến hôm nay con mới hiểu, là một quân dân có sứ mệnh, gánh vác trách nhiệm không thể thoái thác. Đó chính là bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình, bảo vệ ba, mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã cho con sinh mệnh, cho con một cơ hội làm lại bản thân. Cô yêu ba mẹ. Kỳ Kỳ, đi nào. Hai tiểu đội trưởng, xin nhờ hai cậu. Cảm ơn. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt.